nước cốt nhỉ? Cái gì tên gì? Gọi tiền người ta không biết bà khen nào trẻ lắm, xinh lắm. Đồ tiền á? Vâng. Ở đâu? Thấy... Nên đấy. Bà khen đấy xinh lắm cô ạ. Thế à? Vâng. Đó là khen tiền gì? Chẳng không biết tiền. Thế à? Xinh lắm. Xinh lắm lại liệu tiền người ta nữa. Trẻ măng. Nó tiền thêm gì không biết. Mặt to to nhưng mà cháu lại xóa rồi thì. Thế à? Tin nhắn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vào nhà làm, vào làm cơm đi. Hả? Cũng vào, bảo bảo mẹ vào làm cơm đi. Ồ. Cơm nhà cũng vào làm cơm cho bà cái. Hả? Không về đâu. Đâu? Hả? Vào làm cơm đi chú Hào, nó không vào cho bà biết được à? Lấy cái gì bỏ mẹ mà làm cơm. Nào cũng cho lòng tham phụ chép tiền đức, nào quân ngàn lòng thay vàng chép sổ chép bâu su cho nghiêm kế bờ tiền cho xa. Để về xem cửa nhà nhà sự á. Vâng, xem cửa nhà. Để xem tình duyên như thế nào ạ. Họ Nguyễn. Họ Nguyễn à? Về trong nhà đây, trong nhà. Vâng, trong nhà. Cô ở bên Giang, Hồ Nguyễn được thứ mấy, bao nhiêu tuổi? 79 78 78 thứ mấy? Cháu thứ 3. Cô ở Nguyễn Giang làm trai, tham số cũng để trí thức hoặc quy định tôi. Chưa lấy vợ? Chưa. Sao lại để trai làm chưa lấy vợ? Bao giờ giống viên được số bên này này mình thôi phải không? Cả nhà nhưng mà chỉ muốn xem riêng là tình duyên thì chưa có. Thổ địa mình là cái gì, gọi là cái gì, thôn Ba Làng xã Cái Kinh, thôn Ba Làng xã mưa ngó cái thổ phong phong thổ thì thổ Ba Làng là giòn phẩm thôn du cái kinh tại vương là gì kiều kính cha là mỹ đầu lòng đằng kiến thương là mỹ cầm đằng màu xa đô kiều xét sang đừng con nam xét sầu nhằng người kiến xa mưa ngó cái tàu con đình chẳng có biết cái mình hôm nọ cháy hết à? Cháy hết không hết nhà. Bao nhiêu vừa? Cụ. Thế là cái tổ tiên nhà mình chỉ là một bát hương thôi phải không? Hay còn có bàn trên không? Có. Bàn trên có không? Bàn trên như kia kìa. Có không? Nhà mình là người người họ gì họ à, người Hồng Hiến hay là người Kinh thôi đó. Vâng, người Kinh. Chứ không có bàn trên. Kiên xa vượt qua kiên đường ba lăng người biên chú ra qua kiên đường ba đà rồi nhà biên số ra nhà mường thế còn cần mẹ thế là mẹ á còn mẹ nhưng mà bố mất rồi thế là có hai đứa con ở với nhau thôi. Ừ, thế là cứ ấy lên đã để khi nó vào cửa vào đến tổ của tiên hăng xa xét lên xem. Còn cháu là họ Hà. Họ Hà thì mấy sao nhà thứ mấy? Cháu thứ út nhưng mà con gái là út luôn. Con gái là thứ 8. Thứ lớn ca đẳng số nhà được bao nhiêu tuổi? Cháu 79. 17 tháng 8 1979. 19 là năm nay được rồi. Thổ địa mình là cũng ở đâu? Thổ địa cháu là Đình Bơi, La Hoa, Sơn Hà, đúng. Thế thì là bảy sao. Mưa cầu kéo khải thổ cùng cùng thổ tị du đằng.
trước là mình đi lấy chồng họ gì? Cháu chưa lập gia đình ạ. Dạ như thế nữa. Già mưa cần phải cái tàu quần đen trắng ô biết thả rằng tàu quần ra hò hò. Cái xem về là thấy lấy nhau được không được mà. Thầy xem cho con mấy gia đình con. Xem là vừa rồi có cái con mới mới như thế nào. Con mới xem. Cái kia gọi là mệt. Nhưng mà thầy xem là nhà con là họ Hà họ là họ Sầm. Bây giờ đang họ Sầm hay họ Hàm. Nhưng mà bố là kiểu như đẻ là mang họ Hà ấy. Thế nhưng mà lúc trước giờ mình không biết làm như nào là họ Sầm. Nhưng mà ra xuống xem là ở dưới âm quấy quả thì không. Nhưng mà dù không có vong thì thầy xem nó soi được không? Ở kia đấy, đấy rồi. Cái bàn trên gọi là cái gì? Cái bàn trên gọi là bàn cao để ăn chay đấy. Bàn cao ăn chay.
bàn khay đây làm cánh tớ vừa là xong. Ngày năm càng tiền đà rồi hướng xa tới vân tinh thì đào rồi dương cao vân hoàn khay à sao. Tới dương cao vân tạo dài bí xôi xa tới đất là thổ cầm tiền đường cầm tiền thông tiền vang tổ tì. Tổ tì tổ năng hơi cục chăm đà xuân con tuần cục chăm tài dung năng đa sư. Thằng tin đời mày từ công tổ xây bay đời hiểu xa đức kêu chết sang mừng con nam chết sầu đức kêu nhằng pha bà con nam báo leo thôi xa tới đô đô đi than nạ cùng kiến lương khâu đoan lồng thà nào tới xa có bé ca đã tam bôi kiến lương khâu bị xôi tam tư còn được khâu nhá dương mô nào kiến lương tí thịt cao là chào tươi đình cao không cảm thấy chân trang không sầu. Chọn chữ cây bình nhau ngày nào đến chậu trên cung thả tinh thể đi chân đường nhỏ mạc chọn chữ cây bay xa xa lòng nhằng khắp để tổ sư nam tiên sư đưa bình đàn cùng chân lên cùng phong vượng cao bình một xa sinh trong tam bình ngồi kết thân pháp khi đây đồ một xa sinh trong tam để thân pháp khi vào đồ một xa sinh trong tam bình ngồi kết thân pháp khi đây đồ một xa sinh trong tam mi tham đi cha pi tham son ban này nam tiên thương tình nhà ba này mắn tình tình cũng này nam tiên người đồ ta tình trong tham tình đó che tình bao kỳ đừng còn xa tình che tình bao kỳ ai đừng còn tình nhà ba tình trong tham tình đó che tình bao kỳ ta tình trong tham tình đó che tình bao kỳ pháp lăng chu kỳ biên phù cha thấy nắng ngày vang biển tiệp cha pháp mưa đồng biên tiệp từ đời cha thấy biển chân bay tình nam này làm tiền tình nhà ba này mòn sinh thân cùng này làm tiền này mới rồi biểu nhân sinh tương cảm thân tuân khai tác sinh tương cảm thân là khai à cười nhưng mà cuộc của mình khảo sát nó kêu làm mình ngã kêu à dừng con nào làm thank you.
kêu khăng bay bên trung lừa đông kêu khăng nằm bên tôi tu chạy đời tu chạy hết đường tu đúng đời tu đường hết thôi kêu kêu sắm ba hát na đây đường tung quân nam sắp bên đường đông già u mà hát na đông già bắc đường kêu kêu sắm ba hát vượt qua quân nam sắp bên đường đồng thư nhà vàng đồng thư tham kính thuê không xin phép thần nam kinh thư cầu đàng sang nhạc sĩ câu mạc tha đô kiều tộc thư pháp đi ma quân nam tộc thư tại đô đầu thư kiều đế ra thư pháp đầu điện thư thiên đã đầu đế đô kiều mê thư sĩ kiều quân nam mê thư tha nhà bồ đồng bên chết tiếp bao nhằng đế cổ xuyên phan vang bạc sĩ ứng kiếm nhân chân tung 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 sang kêu kêu bên che phủ qua con nàng nhìn đông ta đã tung 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 rồi kêu nhằng nào tinh tinh đông ta khăn tinh đàm hậu tinh đàm ta đông đi ứng khăn đẹp khăn nhì khăn sĩ khăn tram tram khăn chết chết cơ trong sâu trong kín trong đi áo trong sâu trong kín thank you.
Cảm ơn.